Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì họp với các bộ ngành về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ, giao chi tiết của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 đã quyết nghị tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2 triệu 870 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 1 triệu 500 nghìn tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1 triệu 370 nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong tổng số vốn kế hoạch trung hạn phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi giao chi tiết, có hơn 218.483 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 137.000 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương. Đối với khoản 137.000 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, phó thủ tướng nêu rõ việc phân bổ phụ thuộc vào mức bội chi, khả năng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 của địa phương. Các bộ ngành tiếp tục đề xuất phương án trong báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với khoản 218.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, có khoảng 74.000 tỷ đồng của các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, có thể giao được ngay sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, còn khoảng hơn 144.000 tỷ đồng của các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, cần sớm hoàn thiện phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội phó thủ tướng lê minh khái đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư sớm hoàn thiện dự thảo chỉ thị của thủ tướng đôn đốc các bộ ngành cơ quan trung mương địa phương khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo đúng quy định đáp ứng tiến độ theo yêu cầu